Hello, và chúc các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là TQ đây. Và ngày hôm nay cùng nhau chơi một game có tên là Duck Season. Mùa vịt. Mùa vịt có nghĩa là tới một mùa nào đó thì những con vịt nó sẽ bay từ cái phía này về phía kia. Hình như là từ phía nam về phía bắc hay từ phía bắc về phía nam gì đấy, để tránh cái lạnh. Dạy như vậy đó, tại vì hồi xưa mình coi phim hoạt hình nhiều nên mình biết dần tri thức đó. Rồi chúng ta sẽ đóng vai một cậu thợ săn chuyên đi đợi những con vịt bay để bắn tụi nó. Những con vịt đang có trở về với gia đình của mình để có cuộc sống đồng ấm ở một cái nơi không lạnh giá, thì chúng ta lại sẵn sàng lợi dụng nó để có những bữa thịt ngon lành. Mình thấy tội lỗi các bạn, mình chưa chơi nhưng mình cảm thấy tội lỗi rồi. Mà thôi kệ mệt á, thịt ngon là được. Ok, bây giờ thì let's go. New game nè. Ok, do sao nó không cho chơi chế độ easy. Nó chết. Chọn medium mẹ rồi. Ôi, cái gì vậy? What the fuck, sao mình nằm trên cái ghế nè? Ủa, cái này là mình đúng không? Đẹp trai vậy. Wow. Wow. Giống Armin ở trong Attack on Titan. Wow. Đây nó đang kể chuyện lại đó các bạn. Oh, you got duck season. Ôi, cái này là cái game đúng không? Hình như là cái game one phải. One day rental, so make the most of it. Thuê một ngày thôi. Chơi một... Cái như là thuê để game á. Nó xé cái bọc bằng cái miệng á hả? Gì dơ vậy ba? Game này hồi trước nó có bản VR đó, nhưng mà tại vì mình không có bộ VR nên mình phải đợi nó ra bản PC mình mới chơi được. Mình nói thiệt là mình mình không có điều kiện các bạn ạ. À. Nghe cũng buồn thiệt. Mình thấy buồn hơn những con vịt nữa. Alright, bây giờ thì chúng ta đang ở trong cái game này đây. Duck season instructor VHF. Hey hunters, it's duck season, so that means we got a lot để bị lát of cái gì hunters out there. I'm gonna teach you how to use your shotgun today. Cái xào súng à? Rồi, ngồi chơi game nữa các bạn. Pull the trigger. Nó cầm cái súng mà nó như cầm đồ chơi vậy, nó kêu, bóp cò đi là xong. On the pump of the shotgun and rack that baby. Now you got another round in the chamber and you're ready to shoot. Mà mình nghĩ cái đó là đàn giả hiệu ứng chứ không phải là bắn thiệt. Reloading the shotgun is easy. All you gotta do is put your hand up. Summon a shell from your box. Oh, lấy đạn ra, nhét vô rồi bắn. Đây cái camera nè. Pump it one more time and you're ready to go again. Mình cầm sợi dây nè các bạn. Oh. They like to keep their shotgun topped off. So each time you fire up around. Trời, dám bay hướng dẫn mệt quá. Bắn mày giờ. Mày chữ thời không? Chữ thời cờ tao bắn mày. À, lẹ đi, tao muốn chơi. Tao không bao giờ có hướng dẫn ở trong game hết á. Tao mệt tụi mày ghê. Má thằng này ăn nó quăng cái vỏ chuối này nè. Ồ, mình cầm được hả? Chết đi. Wow, what the fuck? Sao càng ngày nó càng trở nên ác độc vậy? Cái gì đang xảy ra vậy? Wow, wow, wow. Mình nghe bảo đây là game kiểu như là bình thường thôi chứ không phải là kinh dị đâu. Ôi, mẹ mình đang nói ở trong nhà kìa. Mình thì bị kẹt ở trong không gian rồi, mình không nhảy được. Có đôi giày rồi, có mấy trái chuối. Chết đi. Cái đóng game là mình nhớ đến cái thời năm 2000 á, cái thời mà cái máy game nó chưa được hiện đại á. Cái khỉ gì đó trời. Oh no, chết mẹ rồi. Đậu phòng đó. Đẹp mấy giờ, con chó kìa. Oh shit. Cái gì á, nó bất tử hay gì á? Mày bị cái gì á? Con vô đáng sợ rồi nha. Ok, quẩy lên. Rồi con chó biến mất luôn rồi. Sao? Mày nói cái gì? Mày muốn nói cái gì? Oh no, I'm so sorry. No. Con vịt nó rơi vô chim luôn. Oh no, tội vậy. Chết con mẹ mày đi. Mấy game vui thế. Mày không chó. Nó đâu rồi? Ở mình nè. Khỉ gì nè? Ui nhiều vịt quá, tối đây chung mánh rồi các bạn ơi. Tối đây có lậu vịt nha. Mình nè, nhìn trẻ trâu vậy. Một thằng da vàng, trẻ trâu, ý mình là tóc vàng, trẻ trâu. Mày trẻ trâu quá, mày cút ra coi, tao đang bắn chim. Sure. Ngon, vậy là game khá là dễ. Mày làm khó chịu quá, mày cút được không con chó kìa. Bây giờ thì đến với màn thứ hai. Pew. Mày cút giùm tao coi. Đậu phộng đó, thôi quên nó đi, mình không muốn nhìn mặt nó nữa. Thật ra ở trong cái văn hóa đi săn á, thì người ta sẽ nuôi một con chó để có thể đánh hơi rồi sủa sủa để mình biết con mồi ở đâu. Nó cũng khá là thú vị. Ôi, double kill. Nhưng con chó này nó nhây quá, mày cút giùm tao cái. Ê, con vịt nó chui từ cái ống nước này vô nè. Thú vị à, mình tự sát được không? Không được hả? Chán cái gì vậy? Cái điều nhảy ma ám gì đây? Nhìn nó chổ che vậy.
Thôi nói chung chúng ta quên nó đi, mình không muốn liên quan gì tới con chó nữa. Nó khó chịu vãi nồi ra đấy, cái đường nhảy đó nó làm mình bị tổn thương tới bào não. Coi kìa, nó ninja hay gì á? Camera làm cái gì? Ôi con chó kìa, nó kìa. Mấy con chó nó tới nhà luôn hả? Oh god. Đừng nói là con chó nó tới nhà mình nha. No no, đóng cửa lại đi mẹ ơi, đóng cửa lại đi mẹ. Thôi đừng nấu ăn nữa, đóng cửa lại đi. Làm ơn đóng cửa lại đi, đừng làm toán nữa mà. Quên mày nè, tao sẽ quên mày. Như cách tao quên người yêu cũ. Thật ra tao chưa bao giờ có người yêu. Chuyện nó không quan trọng. Sao mình cứ nói mấy thứ xàm xí không quan trọng thế nhờ. Đây cây bông lâu nè. Ôi bắn được luôn hả? Pew 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 pew. Chú tìm em chưa? Oh no, I'm so sorry. Việt Cương. No. Tôi xin lỗi. Mày im có gì. Hình như là mày bắn chung da đó rồi. Hello. Hello mẹ, cho mày cái gói nè. Oh no, lấy không được. Rồi, đất food là chúng ta sẽ giao cái dịch này vô nhà hàng đồ ăn hả? Cái gì lỗi vậy? Con mèo, đầu hàng đi. Yeah, tụi nữ thần tự do. Pew. Mình đang thống trị cái trái đất. Cút đi. Thế này tàn nhẫn quá. Rồi cho màn 3 thôi. Cái chân mình lấy hả? Nó như bị què á. Cái gì vậy nè? Rồi cái gì đây? Ê sao nó đổi nè? Oh shit. Tụi nó hư rồi chứ. Cái gì đây nè? Wow what the fuck? Nó phân thân hả? Tự nhiên Naruto vậy á. Naruto Sasuke. Tao không có rảnh đâu. Cho tao qua màn khác đi rồi hụt rồi. Đậu phộng mày. Yo, game này bị hư hay gì vậy? Ê, report nó coi. Game bị dính bug rồi. Đừng để 10 con vịt đi qua khỏi chỗ mày. Ok ok. Không nhớ các bạn, con vịt này có thể thoát được tầm mắt của mình. Mình có sức mạnh của nhẫn giả Sasuke. Mình có Mangeku Sharingan. Ê, thằng này nó phi công hay gì bay nhanh đấy vậy? Mấy cô nhóc muốn vượt khỏi anh nữa, không có đâu. Không có đâu cơn. Ê, con vịt nó muốn giết mình thì sao á? Ê, con vịt bay qua ngoài kìa, cất gì vậy? Oh no, hôm nay có mấy vịt đến thế giới thật hả? No. Oh god, mình mất mới có 2 con thôi. Không con nào thoát cả. Quảng cáo. nhìn chậu vậy. Hồi xưa mình thề mình không chơi mấy này đâu. thôi tắt quảng cáo đi, mở luôn. Nè, một lúc 2 con. Yêu quý 2000. Tao mở ra rồi đó, kiếm cái gì khác chơi coi. Bắn chim ngoài cũng chán nữa. Mình thấy thật là tội lỗi. Hai, hụt ơi. Ê, wow, wow, cái gì thế này? Wow. Mọi người mình đang phê hay gì vậy? Rồi có cái thằng quần què đứng trước cửa mình kìa. Rồi, xong rồi, mình đang phê rồi. Mày cút ra, ăn pizza không anh bạn? Đừng có bắt tôi mà. Ủa sao pizza to vậy? Hàng chi mấy thằng Mỹ nó béo phì không à? Yo, what the fuck? Cút. Cút. No, ác mộng mình sạch sự thật rồi. Mình chó tới nhà mình kìa. Cút. Stay away from me. Mình phải làm cái gì đây? Ăn địa cầu không anh bạn? Suy nghĩ coi, bình tĩnh. Tắt cái tivi. Cái công tắc chỗ nào vậy? Tháo cái dây sạc ra. Mấy con chó này nó phê. Ê, cút nó đang tới gần kìa. Mà mình gọi ác mộng rồi. Ủa sao càng ngày nó càng to ta? Ủa sao mẹ mình biến thành một cái bi thịt rồi? Yeah boss, những viên bi hả? Yo, help me. Cái gì đó sai thì phải. Cái gì thế nè? Ê chó ăn xương không? Cho mày nè. Mình sợ các bạn ơi, mình nói thiệt mình sợ lắm rồi đấy. Đù có con ngoài cửa sổ kìa. Con mắt nó kìa. Đù. Siêu nhân cứu tao. Mày phải anh hùng không? Siêu nhân ơi. Help me. Ồ mình đang ngủ à. Kêu nó dậy coi. Tao bắn đít mày nè. Con chó bắn đít mày. Ồ nó dậy rồi kìa. Yay. Đó chỉ là ác mộng thôi. Oh god, mình chỉ làm mơ thôi các bạn ơi, trời sắp tối rồi.
Má đáng sợ vãi nờ ra đây. Cái gì đang diễn ra vậy nè? Má mày đừng hù tao đi nhân chó. Mình sẽ đập cái bạn. Quýnh nhớ nè, mày yếu đuối. Không có chim nào tới chạy khỏi tầm tay của tao. Ngay cái dung quần cũng vậy. Mày không thể thoát khỏi đây được. Con gà, no, nó thoát rồi. Pew. Ôi, dịch nó đang đẻ các bạn ơi. Đông quá, phá hoại, mù màng hả mày. Pew. Mình nghĩ là chúng ta sẽ đợi nó cắt nhau một đường chéo, mình sẽ bắn một lần cho nó nhiều. Đó, giống vậy nè. Ôi, kỳ vậy. Kỳ vậy. Cái gì vậy nè? Mà quảng cáo cái gì vậy? Tỏ tình hả? Mà hai nó hát à? Good. Nhìn nó tục vậy. Oh no, nhà bán quyền. No, nhà bán quyền. Thôi không coi đâu, nhà bán quyền. The son of the richest guy ever. What happened to that girl that used to do all those things we used to do? She grew up. Đừng coi thế này. Remember the night we danced? Má hát hả? Má, nó chạy tóc lỗ to tôi kìa. Má, ủa chóng mặt kìa. Cái đầu của phòng. Má tóc tôi cái rồi. Mẹ ơi, có cơm đồ ăn chưa mẹ? Má đã mua đĩa game rồi mà còn có quảng cáo nữa. Thiệt sự. Thôi nãy cái gì của nó cũng có quảng cáo vậy á. Hello, mình có thể yêu con chó rồi các bạn. Mặc dù nhìn nó ngáo bỏ mẹ ra. Pew. Mà bắn dịch chán quá mọi người ơi. Tôi muốn được làm gì đó như là săn chó chẳng hạn. Hay là săn cái bụi cây đi. Có dịch chứ dịch không mà, tôi ăn dịch ngán lắm rồi đó. Pew. Hãy chết với đồng bọn của mày đi. Tụi mày sẽ được sớm vào địa ngục thôi. Hãy đợi đó. Những mày không thoát được đâu. Đây là bức tường tàng hình do tạo ra, đây gọi là kết giới. Mày không thể nào mà thoát ra được đâu. Chờ mẹ mình con mình chơi kìa. Ôi, bà kia, đứng đó. Phiêu phiêu. Không có đạn à. TV hả? Sự biến mất của một vài gia đình. Gì ghê vậy? Oh shit, vậy là nó thông báo thông tin là có một vài hộ gia đình biến mất các bạn ơi. Cái gì sợ vậy? Mẹ cẩn thận nha mẹ. Mình nghĩ con chó này là thủ phạm đấy các bạn ạ. Còn thấy cái đường nhảy ác quỷ của nó không? Nó đang triệu hồi một linh hồn xấu xa từ địa ngục lên trên á. Mình biết mà. Mình thấy ở chỗ nào ra rồi. Tao nghi lắm đó con chó. Mày coi chừng á. Tao để mắt lên mặt mày á. Ê, cái khỉ gì á? Con chi nó bay cái gì á? Các bạn thấy không? Ê, nó gì biến mất hả? Vô lý làm gì con dịch nào có thể đi qua cái tường này. Mà nó tạo ra một cái kết giới cực mạnh mà không thể nào thoát ra được. Thật là... Ủa, hết đạn. Thật là vô lý. Rồi chờ tối rồi đó, mình cũng không muốn chơi game nữa đâu. Mình muốn đi làm gì đó thú vị hơn. No, tắt game đi mà. Rồi sao mình nói... Khoan. Ơ wow. Con què vậy á. Hình như mình ở trên TV thì phải. Yeah. Mình ở trên TV kìa các bạn. Ủa không, đã thằng nào nó quay mình kìa. Vả cái nồi ra siêu nhân ơi, cứu tao. Tao có cái nỏ đó bắn chức cụ mày giờ. Oh no, anh siêu nhân. What happened? Mẹ ơi, mày có thấy thằng nào ở ngoài cửa sổ không? Mày như con chó, tao nghi mày rồi nhá, tao nghi mày. Đó, thôi ánh mắt tội lỗi của nó không? Tao biết mày mà. Mày chính là mày làm điều đó. À, tao biết là tao muốn lên TV rất là nhiều, nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Có thể là mày sẽ bắt cóc tao thì sao? Mình đang suy nghĩ về một cái giả định trong đầu là con chó này nó sẽ bắt cóc mình. Tại vì gần đây nó có cái vụ bắt cóc rồi đó, mà mình được lên TV nữa, một điều rất là kỳ lạ. Tại sao nó lại muốn bắt cóc mình nhờ? Tại sao nhỉ? Có vẻ mình quá đẹp trai hay sao? À không, mình xấu cha bỏ mẹ ra luôn ấy. Mình nghĩ đó không phải là lý do đâu. Mình nghĩ đó là do mình bị khuyết tật hả? Tại sao con chó này nó lại thích người khuyết tật? Ôi, con dịch nó hát hay gì á? Đi xuyên tường kìa. Vãi. Cái gì vậy trời, game lỗi hay gì á? Sao lại có màn 3 trên màn 4? Mày nghe tiếng bước chân. À! Yo! What the fuck? No! Mommy! Ah! Yo! Oh! What? What? Sao tôi thui vậy nè? Má, cái quần què thế này. What the fuck?
Mom! Không face me, hãy đối mặt với tao đi. No, no, no! Má tao có cái chày tao quýnh chết mẹ mày giờ hả? Đừng có đùa với tao, tao có cái chày mà tao biết cách dùng nó. Đừng có đùa với tao. Cái cục cứt gì thế này? Hay hay, mình đang hoang loạn đó các bạn. Sẵn sàng chưa? Đừng để cái TV bị hư. Mình đang ngủ. Cái khỉ gì đó, xe cháy đó kìa. Nó thằng gây kinh dị hồi nào vậy? Bắn con mẹ. Ơ, oh, đừng làm hư TV được. Má, con chó. Mẹ nó giết người kìa. Con dịch. No. My TV. Good. Má con dịch. Tao biết mày là người xấu mà dịch. Tao giết mày là không sai mà. Đâu phải lỗi tao đâu, đó là lỗi tao mày mà. Con chó. Không hay rồi, không hay rồi, không hay rồi. Con chó này, tao biết mày là người xấu mà. Không tin con chó mà được. Mẹ nó. Mình đang ăn thịt mèo con chó kìa. Tao là người châu Á đó. À! Yo, what the fuck. Yo. Súng thần kỳ kìa, bắn cái mắt đó. Đù bắn laser vô mắt. Cất gì á? Cái khỉ gì nè? No, hồ TV của tao. Hồ TV rồi. No. Dậy đi, anh bạn. Ồ, TV nó hồi phục rồi nè. Mình là Doctor Strange mới có thể phục hồi hả? Mà no, đừng giết tao mà, please, tao xin lỗi cho. Xin lỗi tao bắn mày ở đầu game, tao không muốn làm gì nữa đâu. Please, no, tao xin lỗi, I'm sorry, tao xin lỗi, no. Mày kẹt trong game rồi. Cái khỉ gì nè. No. Oh no, mình chết rồi. Mình còn ước mơ, hy vọng để con sống tiếp mà. No, tại sao thế này? Mình đã chết rồi các bạn à. Không, không sao được. Mình cứ ước mơ 1 triệu sub mà. Mình không chết sớm gì được. Mình không chấp nhận điều này. Không, tôi không chấp nhận điều này. Tôi muốn chơi lại. Tôi muốn chơi lại. Tôi không chấp nhận điều này. Oh no, vậy là mình vừa có một cái ending đầu tiên đó là bị kẹp ngoài mãi, stuck forever. Mẹ ạ. Con sẽ trả thù với mẹ. Bà bất cứ mọi giá nào. Không. Chị này không sẽ ra được. Anh siêu nhân à, hứa với tôi đi. Anh sẽ bảo vệ gia đình này. Đúng rồi, anh hãy đỡ đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Đừng chết nha anh siêu nhân. Tôi yêu anh mà mãi. Không có gây gì đâu. Đừng hiểu nhầm. Mày chỉ là một thằng sát nhân biến thái thôi. Tao coi TV nhiều rồi. Không thể nào mà thắng tao được. Tất cả cái gì nó cũng ác rồi các bạn ơi. Có một gì tôi tốt tụi mày hiền lành. Chúng ta là bạn, chúng ta có thể cùng nhau. À, con chó. Tao tưởng chúng ta là bạn. No, what the fuck. Come here. Hãy hiện nguyên hình đi. No, tao giỡn thôi. Good. Đợi nó bắn rồi. À, hiểu rồi nha. À, hiểu rồi nha. Tao hiểu rồi nha. Con chó. À ha. Mày không bắt tao đâu. Mày không bắt tao đâu. Mày không bắt tao đâu. Mày không thể nào bắt tao đâu. I'm so proud of myself. Wow. Ờ, quên chứ, bây giờ mình phải đấu nó ngoài đời hả? Sao mình chơi? Ôi, súng có đạn kìa. Đù, ngon. Mày đâu? Tên bước chân kìa. Thấy mày rồi nha. Mày chơi lầy không? Mày thích chơi lầy không? Mày leo cửa sổ tao không? Tiếng nghe tiếng vỡ kính rồi đó, mày phải đền cho vụ đó nha. Mày thích phá cửa của tao là phá hả? Thông dễ ăn gì đâu. Mày tắt tivi coi. À, siêu nhân đâu rồi, siêu nhân ơi. Oh no, hồi nãy mình quăng anh mất tiêu rồi. Ai sẽ cứu mình đây? Siêu nhân cool. Moonman Rider. Shit. Con gà cút đi. À, này thì giết tao hả? Mày thì giết tao hả? Giết tao hả? Tuổi cu à, tao có cây nè, tuổi cu. Tuyệt vời.
Vậy là mình đã thắng được con chó này rồi. Sau đó mình đã đập vỡ cái game này. Sau đó gọi cho công an Navin Wan. Oh god. Rồi mình biết thằng chó giết người hay sao? Chỉ giống như lời nguyện á. Oh no, thằng này nó tự chôn luôn. Cái gì thế nè, nó sẽ khó được không? Oh my god. Nó bị ngu cái gì á, sao nó gọi đi. Rồi nó bỏ nhà ra đi cái gì. Mà nó còn mang game theo kìa. Ừ, mang súng theo á. Sao nó lên đường đi tìm kẻ giết người. Có phải vậy không? Wow, vậy là chúng ta thắng được con chó rồi các bạn. Nhưng mà game này nó bảo là nó có tới 7 ending lận. Mà chúng ta chỉ mới giao được có 2 cá thôi. Nếu như các bạn thích video này thì quên là một like, một share, một subscribe. Tại vì mình rất là cảm thấy rất là thú vị, đúng không? Game này nó kể về một cái video game có thể giết mọi người ở ngoài đời thật. Một con chó, kiểu như là mình cứ tưởng nó là nó là người, hiểu không? Mình bắn nó thì nó sẽ bị chảy máu và chết, mà không, con này nó banh xác luôn. Ủa như vậy nó là thật hay là giả đây? Vâng, nếu như các bạn thích mình chơi thêm game này và khám phá những cái ending còn lại thì quên mình một like, một share, subscribe và comment dưới cho mình biết là các bạn thích game này ha. Hi, hẹn gặp các bạn ở video kinh dị lần sau. Mình là T-Kim và